thời trò này như sau. Lục do gì? Tôi à, ok. Lục sàn đó sàn năm hôm nay là chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn 3 bài hát. Các bạn sẽ bốc thăm. Sau khi mà bốc thăm được bài hát thì các bạn sẽ hát 5 bài hát đó. Các bạn sẽ phải dịch từ lời tiếng Anh sang tiếng Việt, sau đó thể hiện lại bài đó bằng tiếng Việt. Ok, bây giờ mình sẽ phát cháy trước cho mọi người nha. Motor này là gì? Em đây. Ghi lời. Bây giờ mỗi đội sẽ cử một người lên bốc thăm cho mọi người. Ủa phải làm cùng mời anh bù đá. Mấy cái nè. Chị mời anh. Dạ, một bài thôi. Đội nào sẽ bốc thăm bài gì vậy? Bài gì đấy? Cry on my shoulder. Superstar là bài gì? Cry on my shoulder. Oh! Bây giờ chúng ta hãy công bố lại bài hát. Đội xanh chúng ta bốc được bài gì nào? Đội xanh của chúng tôi bốc được bài Cry on my shoulder. Còn đội vàng của chúng ta bé bốc được bài gì ta? Chúng ta bốc được bài đường ca. Sugar, sugar. Chúng ta có 1 phút để xem và dành ra lời bằng tiếng Việt nha. 1 phút bắt đầu. Suy sụp. Yêu em đi. Tình yêu rất chân. Anh cần. À đâu đâu đâu. Thôi 1 phút rồi mọi người ơi. Là cái đội nào rồi? Hả? Sao em? Xong rồi. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của nhóm nhạc. Something weak. Yeah. You got me begging, I'm on my knee. Yeah. Wow. Hey, wow. Hey. Anh đang đâu em à? Anh say sụp rồi. Anh cần tình yêu em lúc này. Khi không em bên cạnh, anh yêu dần dần. Ta da 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 da. Everybody say oh. Một xíu nữa mình sẽ nhận xét sau rồi. Mình sẽ mời sự hỗ trợ của đội B nha. Kenji. Dạ đây là đội. Vâng, lời nói đầu tiên cho nhóm chúng em xin được giới thiệu nhóm tụi em tên là Tôn Phai. Cái trình bày ca khúc được mang tên Cry on my shoulder. Một chàng vỗ tay được không? Cảm ơn rất nhiều. Thử thôi con sao cả. But if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone who cares for you. If you feel sad, your heart gets colder. Yes, I'll show you what real love can do. Trên vai em, nếu anh cần ai đó quan tâm đến anh. Còn khi anh buồn bã, tim anh trở nên lạnh. Em sẽ cho anh thấy tình yêu rất chẳng hay. Hai tiết mục vừa rồi em thấy nào? Em thấy tiết mục nào cũng hay hết. Mỗi tiết mục thì mang một cái nét hay kia. Đi chơi, Em thấy hai bài hát như nào? Em thấy rất là hay và em cảm thấy thật ảnh diện người nhóm B sống. Em cũng cảm ơn hai người con trai đã đến với chương trình và em thấy là
Tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Và hai tiết mục đề nghị cũng là hai tiết mục cuối của chương trình rồi. Hôm nay anh vui không anh? Hôm nay tôi thấy rất là vui luôn á. Thật sự thì thấy mấy em rất là giỏi luôn. Mới có bao nhiêu tuổi thôi mà quá giỏi luôn. Tiếng Anh, tiếng Tây, tiếng Ngô, tiếng Tàu thì tiếng gì cũng biết trên luôn. Chốt lại một điều là cái chương trình này có tụi em thì nó sẽ sôi động và vui vẻ hơn.